Mỹ rất hân hạnh khi gặp lại quý khán giả của Việt TV Canada. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Đức Mỹ xin kính mời quý vị theo dõi bản tin Canada với một số tin tức đáng chú ý như sau. Canada không thể nương nhờ vào Hoa Kỳ Thưa quý vị, trong bài phát biểu tại Hạ viện trong hôm thứ Tư ngày 6 tháng 6, bà Christia Freeland, Tổng trưởng Ngoại giao đã cho rằng Canada cần bỏ ra hàng tỷ đô la mua quân cụ cho quân lực vì Canada không thể nương nhờ vào Hoa Kỳ hay những thế lực khác. Trong bài diễn văn tuy không nói đến tên ông Donald Trump, nhưng bà Tổng trưởng đã lên tiếng bác bỏ những chủ trương bế quan tỏa cảng. Theo bà Tổng trưởng thì Canada không cần chủ trương Canada First như trường hợp ông Trump vẫn rêu rao American First. Nhưng mà quan trọng là Canada tìm lại được một chỗ đứng trên bàn cờ thế giới. Bài diễn văn của bà Tổng trưởng Ngoại giao cũng đã xác định Canada ủng hộ chủ nghĩa đa phương, những luật lệ dựa theo hệ thống quốc tế, nhân quyền, bình đẳng giới, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và bành trướng lợi nhuận kinh tế khắp nơi. Cá Bickerel xâm lấn nguy hại cho loài cá hồi tại Nova Scotia theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ Năm ngày 8 tháng 6, thì việc lan tràn của loài cá măng trên con sông La Haff ở tỉnh bang Nova Scotia có thể làm nguy hại cho sự sinh sống của loài cá hồi Đại Tây Dương ở vùng biển Nam của tỉnh bang Nova Scotia. Các cuộc khảo cứu cho thấy loài cá măng này đón bắt và ăn thịt những con cá hồi con khi mà đàn cá hồi này di chuyển từ sông ra biển. Các khảo cứu gia như là ông Shaw Finner của tổ chức Dibuconus Cultural Action Foundation đã thu thập những dữ liệu về loài cá măng đang sinh sống ở hồ Wenwells, nơi mà sông La Hav chi nhánh đổ vào. Các khảo cứu gia bắt những con cá măng trong hồ này và thấy trong bụng của những con cá măng này những con cá hồi con. Cá măng là một loài cá dữ và còn được gọi là loài cá nước ngọt, Barbaracuda. Số cá hồi từ biển trở lại sông La Havre đã giảm trên 90% kể từ năm 1980 cho đến nay. Các giới chức thẩm quyền lo ngại là với những thay đổi môi trường, với những sinh sản của những loài cá dữ sẽ không còn nền kiến nghệ đánh cá hồi ở tỉnh bang Nova Scotia trong tương lai. Một con nai vẫn sống dù bị bắn xuyên qua đầu Thưa quý vị, bà Heather Burton, một cư dân cư ngụ trong vùng Vancouver Island, tỉnh bang BC, thường thấy một con nai có thai đến vườn sau nhà của bà. Tuy nhiên là trong hôm thứ Ba ngày 6 tháng 6 vừa qua thì con nai này đến với một mũi tên xuyên qua đầu nhưng con nai vẫn sống. Hiển nhiên là có một tay săn nai bất hợp pháp đã dương cung bắn con nai này nhưng rất may là không trúng vào chỗ hiểm nên tuy bị bắn tên đầu mà con nai vẫn còn sống. Sáng hôm thứ Tư thì bà Bờ trên lại thấy con nai có mũi tên trên đầu, dẫn theo một con nai con. Con nai này vừa sinh con xong. Các viên chức của cơ quan bảo trì thiên nhiên đang tìm cách bắn thuốc tê vào con nai này để gỡ mũi tên ra. Tuy nhiên vì những con nai mới sinh con, họ phải chờ một thời gian cho con nai con đủ lớn có thể tự sống một mình trước khi bắn thuốc tê gỡ mũi tên ra cho con nai mẹ. Được biết là tiền phạt tối thiểu cho những kẻ săn lậu khi bị bắt gặp là 345 đô la ở tỉnh bang BC. Lãi suất nợ nhà của những loại nợ dưới tiêu chuẩn đã tăng cao. Trong tháng 4 vừa qua thì có việc công ty tín dụng cho mượn tiền nợ nhà Home Capital gặp những khó khăn. Cơ quan đặc trách về nợ nhà liên bang đã mở một cuộc điều tra về những tin là công ty Home Capital đã không kiểm soát kỹ các đơn xin mượn tiền nợ nhà Số người bỏ tiền đầu tư vào công ty này đã sút giảm khiến cho công ty Home Capital không còn đủ tiền cho những người khác mượn nợ mua nhà, mà phần lớn là nợ nhà dưới tiêu chuẩn. Chính vì thế mà những người mượn nợ nhà dưới tiêu chuẩn đã phải mượn ở những công ty khác với mức lãi suất cao hơn. Kể từ tháng 4 cho đến nay thì mức lãi suất nợ nhà dưới tiêu chuẩn ở vùng thủ phủ Toronto đã gia tăng 1.5%. Những người đủ điều kiện thì mượn tiền ở các ngân hàng lớn ở Canada với mức lãi suất thấp hơn nhưng với giá nhà đã gia tăng vượt mức, thì đa số những người muốn mua nhà ở các vùng thủ phủ Toronto, Vancouver đều phải mượn thêm tiền nợ nhà với mức lãi suất cao hơn. Xe vận tải đụng xe bus chở học sinh. Thưa quý vị vừa qua trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 6, một xe vận tải chở hàng loại dump truck đã đụng phải một chiếc xe bus chở học sinh ở thành phố London, tỉnh bang Ontario. Theo bản tin của Sở Cảnh sát thành phố London, thì một tai nạn xảy ra tại ngã tư đường Nissory Bro và Evelyn Bright ở phía cuối đông của đường thành phố. Giữa một xe bus chở học sinh và một chiếc đắp rớt, có 6 học sinh của trường trung học công giáo John Paul II và cả 6 học sinh đều bị thương nhẹ. Người tài xế lái xe bus cũng bị thương nhẹ nhưng mà đã được trực thăng cứu thương chở đến bệnh viện vì các xe cứu thương đã được ưu tiên dùng cho các học sinh. Cảnh sát tỉnh bang OPP đang mở một cuộc điều tra tìm nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Chính quyền liên bang dự trù cho gia tăng ngân sách quốc phòng Thưa quý vị, trong hôm thứ Tư ngày 7 tháng 6 tại Quốc hội, thì ông Harris Sandan, Tổng trưởng Quốc phòng Canada, đã công bố những dự án chỉ tiêu cho ngân sách quốc phòng trong vòng 20 năm sắp tới. Theo ông Tổng trưởng Sajan, thì trong thập kỷ qua, Canada đã chi tiêu không đủ cho nhu cầu quốc phòng và vì thế mà ngân sách quốc phòng đã gia tăng lên đến mức là 62 tỷ đô la trong 20 năm sắp tới. Trong vòng 20 năm sắp tới, quân lực Canada sẽ có thêm 5.000 binh sĩ, một lực lượng không quân với 88 phi cơ chiến đấu mới và 15 chiến hạm. Tuy nhiên, chi tiết của việc chi tiêu chưa được tiết lộ. Theo các giới trước quốc phòng, thì với những gia tăng thì ngân sách quốc phòng Canada sẽ tương đương với 1.4% tổng sản lượng nội địa GDP, gần bằng 2%. Con số mà các quốc gia đồng minh của Canada trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã chi tiêu trong lĩnh vực quốc phòng. Hiện tại, thì quân số của quân lực Canada chỉ có là 68.000 quân hiện dịch và 28.000 quân trừ bị. Trong một quốc gia lớn rộng lớn đứng hàng thứ hai trên thế giới, bà Thủ Hiến Christie Clark triệu tập nghị viện tỉnh bang. Mới đây, theo những tin tức được công bố hôm thứ Tư ngày 7 tháng 6, thì bà Thủ Hiến Christie Clark cho triệu tập lại nghị viện tỉnh bang BC vào ngày 22 tháng 6 sắp tới. Cũng theo bà Thủ Hiến Clark, thì bà không hy vọng chính quyền đảng tự do của bà sẽ nắm lại quyền sau khi mà nghị viện nhóm họp trở lại. Kết quả một cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang BC vừa qua đã cho thấy không đảng nào ở tỉnh bang chiếm được đa số ghế. Đảng tự do đã chiếm được 43 ghế, đảng NDP với 41 ghế và đảng xanh với 3 ghế. Hai đảng NDP và đảng xanh đã đồng ý làm việc chung với nhau và như thế là một chính quyền của tổ hợp hai đảng NDP và đảng xanh có thể thành hình. Trong ngày 22 tháng 6, việc đầu tiên của các nghị viên là bầu người thủ lãnh trên nguyên tắc thì người thủ lãnh nghị viện sẽ không được bỏ phiếu và nếu người thủ lãnh được chọn đến từ hai đảng NDP hay là đảng xanh thì trong tương lai các quyết định của chính quyền tỉnh bang có thể bị bế tắc vì số phiếu tương đương giữa đảng tự do và hai đảng NDP và xanh. Số người trẻ ở Canada bị đột quỵ gia tăng Thưa quý vị, theo bản tường trình của tổ chức Heart and Stock Vừa phổ biến thì số người trẻ bị đột quỵ ở Canada đã nhiều hơn những người lớn tuổi. Theo bản tường trình của tổ chức này thì trong vòng từ năm 2006 cho đến năm 2015, số những người từ 20 tuổi cho đến 59 tuổi bị đột quỵ ở Canada đã gia tăng 11%. Và cũng theo tổ chức này thì có nhiều nguyên do khiến số người trẻ ở Canada bị bệnh đột quỵ gia tăng. Ăn nhiều những thức ăn đã chế biến sẵn, cuộc sống quá căng thẳng, không hoạt động, ít tập thể dục, Số người bị bệnh tiểu đường và mập phì gia tăng ở lớp người trẻ. Theo bác sĩ Patrick Lindsay của tổ chức Heart and Stroke, thì đa số những người Canadians đã không chuẩn bị ngăn ngừa bệnh đột quỵ khi họ dưới 70 tuổi. Đa số đều nghĩ là bệnh đột quỵ là bệnh của những người già. Khoảng 50% những người bị đột quỵ và sống sót cần sự giúp đỡ trong những sinh hoạt hàng ngày như là ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh, thay quần áo hàng năm đã có đến khoảng 62.000 người Canada bị sốt và 80% số người này sống sót. 2.458 người Canadians trong năm 2016 Thưa quý vị, theo những công bố phổ biến trong hôm thứ Tư ngày 7 tháng 6, thì trong năm 2016 đã có ít nhất là 2.458 người Canadians đã bị chết vì dùng ma túy hay là thuốc giảm đau quá liều vì có lẫn chất nhà phiến fentanyl. Như thế là trong năm ngoái đã có 7 người chết vì liên quan đến nhà phiến trong một ngày. Trong hôm thứ Hai ngày 5 tháng 6, thì ông Trigger Robertson, thị trưởng thành phố Vancouver đã nói là thành phố Vancouver đang trải qua một trận chiến đẫm máu nhằm làm giảm số người chết vì chất fentanyl, mà cuộc chiến này không có dấu hiệu chấm dứt. Các tỉnh bang miền Tây như là BC, Alberta, Yukon, Northwest Territories là nơi mà có nhiều người chết liên quan đến nhà phiến fentanyl với tỷ lệ là 10 người chết trên 100.000 dân. Trên toàn quốc, tỷ lệ chết vì nha phiến fentanyl là 8.8 trên 100.000 dân. Thủ tướng Trudeau ăn tối cùng cựu tổng thống Obama ở Montreal. Thưa quý vị, sau bài diễn văn đọc trước 6.000 cử tòa ở thành phố Montreal trong hôm thứ Ba ngày 6 tháng 6, cựu tổng thống Obama đã đi ăn tối cùng với Thủ tướng Trudeau trong một nhà hàng ở trong thành phố này. Trong những tuần qua, thì cựu tổng thống Obama đã du hành qua châu Âu, thăm viếng các nguyên thủ quốc gia cùng với các giới chức chính trị tiến tâm ở Ý Đại Lợi, Đức và Anh. Việc đến thành phố Montreal diễn thuyết cũng giúp cho cựu tổng thống Obama gặp lại những người bạn thân thiết Thủ tướng Trudeau. Hai người đã ăn tối tại nhà hàng The Liverpool House, nơi có quán rượu có phục vụ món hầu trong khu vực của St. Harry, nơi mà một đài truyền hình CBC đã gọi là vùng của những công dân Canadian nói tiếng Pháp. Và bây giờ là nơi mà có hàng loạt những cao ốc condos và cũng là nơi có những nhà hàng nổi tiếng. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng tạm khép lại phần tin tức Canada ngày hôm nay. Tiếp nối chương trình sẽ là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Quý vị khán giả đừng chuyển kênh vì nước Mỹ sẽ gặp lại quý vị ngay sau phần thông tin thương mại.